Sáng nay em cập nhật clip hai con bò chữa nha anh chị, thì hai con F2 chữa bông đen giá đen nha anh chị, đó thì chân móng hoàn thiện, bao chữa bao khám 4 vú đều, xuống vú rồi anh chị, chữa 6 tháng 3B, đó, thì bò này khung tàn lớn nha anh chị, chiều cao gần 1m35, đó, lông dữ dơ sát anh chị, tướng tá thùng lớn đòn dài. Đó, chân móng hoàn thiện, bao uống bao chữa bao khám. Đó, còn thứ nhất anh chị. Thì hai con cỡ tháng chữa anh chị, tầm 6 tháng hết. Con thứ hai cũng 4 vú đều anh chị, thì con này lớn hơn chút. Đó. Chân móng hoàn thiện, luôn một chùm luôn như cây chổi luôn. Mặt đẹp, sừng cục xíu đó anh chị. Bông giá bụng đó anh chị. Đó thì con này tầm 1m37-38 anh chị. Đó. Tướng tá thùng lớn đòn dài, bao chữa bao cám, chữa 6 tháng hơn. Đó, lông nhuyễn da sát. Thì hai con bò này cặp xứng đón chơi. Có điều kiện anh chị bắt gì cứ nhanh tay nhấc máy, số điện thoại em để như hình. Hai con bò này có giá là 64 triệu nha anh chị. Anh chị cần cứ liên hệ em. Đó, thì bắt cặp thì bao ship thành phố Tân An anh chị ơi. Đó, thì bắt từng con thì anh chị phụ tiền xe em. Đó thì giá cả em thương lượng hợp lý cho anh chị về nuôi phát triển kinh tế. Bao chữa bao khám tơ, bao cho ăn uống anh chị, thùng lớn đòn dài. Thì dòng này nuôi sữa, lấy sữa nuôi ghép và bao ok anh chị ơi.